Manchester United công bố siêu bom đắt giá nhất mùa hè. Quỷ đỏ chốt mua Osimhen thay Ronaldo. Ten Hag bất đồng với ông chủ Man United về ngôi sao Ronaldo. Chính thức Quỷ đỏ công bố siêu bom đắt giá nhất mùa hè. Mới đây, trang chủ của Manchester United đã phát đi thông báo chính thức về thương vụ chiêu mộ Anthony từ Ajax Amsterdam. Theo đó, trang chủ của Manchester United công bố như sau: Man United đã đạt được thỏa thuận với Ajax về việc chuyển nhượng Anthony, vẫn chưa kiểm tra y tế. Điều khoản thỏa thuận với cầu thủ đang được hoàn tất. Anthony đã có 31 bàn thắng và 27 pha kiến tạo trong 134 lần ra sân cho Ajax và Sao Paulo. Anh cũng có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 9 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Brazil. Anh đã giành được 2 danh hiệu Eredivisie, giải vô địch quốc gia Hà Lan và 1 huy chương vàng trong Thế vận hội mùa hè năm 2020. Như vậy, đúng như những lời đồn đoán trong thời gian gần đây về việc Man đỏ sắp có được chữ ký của Anthony, Quỷ đỏ đã nhiều lần nỗ lực trước sự kiên định của Ajax. Đại diện bóng đá Hà Lan không muốn mất đi mũi khoan chủ lực trên hàng công sau những sự ra đi của các trụ cột như là Lisandro Martinez, Sebastian Haller, Ryan Gravenberch, Per Schuurs, Nicolas Tagliafico. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil và Man đỏ sẽ có thời hạn đến tháng 6 năm 2027, với tùy chọn thêm 1 năm nữa và mức giá sẽ rất khủng. Quỷ đỏ sẽ phải bỏ ra số tiền 100 triệu euro cho thương vụ, bao gồm 95 triệu phí chuyển nhượng cộng 5 triệu phụ phí. Anthony trở thành tân binh thứ 5 của Man United vào mùa hè này sau Thare Malaysia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez và Casemiro. Tổng chi phí chuyển nhượng 4 bản hợp đồng của MU lên đến 227 triệu bảng, trong đó Eriksen cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do. Với những màn thể hiện ấn tượng gần đây của Malaysia và Martinez, người hâm mộ Quỷ đỏ đang rất kỳ vọng vào chữ ký đắt giá nhất mùa hè từ Eredivisie và sẽ tiếp tục phối hợp ăn ý với Ten Hag, qua đó chấm dứt cơn khát kèo trái của đội chủ sân Old Trafford từ sau huyền thoại Ryan Giggs. Anthony được chờ đợi sẽ đảm đương vị trí này, chạy cánh phải và kết hợp với Diogo Dalot. Trong khi đó thì Sancho sẽ được luân chuyển sang cánh trái và Rashford, nhiều khả năng sẽ trở thành tiền đạo cắm số 1 dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Manchester United chốt xong giá tiền đạo Osimhen thay thế Ronaldo. Người đỏ thành Manchester muốn đưa về một tiền đạo cắm trong bối cảnh mà tương lai của Cristiano Ronaldo chưa rõ ràng. Tương lai của tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành đề tài bàn tán khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Do là không thể cùng với Man đỏ cán đích trong top 4, Ronaldo được cho là muốn rời Old Trafford thêm một lần nữa, đồng thời tìm kiếm câu lạc bộ mới có suất dự Champions League. Nhiệm vụ chiêu mộ thêm một chân sút vì vậy đang trở nên vô cùng cấp thiết đối với Quỷ đỏ Manchester. Họ đã chia tay Edinson Cavani, Mason Greenwood khi vướng vào vòng lao lý. Nếu như CR7 ra đi, huấn luyện viên Ten Hag chỉ còn Marcus Rashford và Anthony Martial cho vị trí tiền đạo cắm. Victor Osimhen là mục tiêu mà Man đỏ theo đuổi bấy lâu nay. Ngôi sao người Nigeria sở hữu nền tảng thể lực tốt và tốc độ đáng nể, hứa hẹn sẽ phù hợp với môi trường của Premier League. Tuy nhiên, Napoli cũng rất cương quyết trong thương vụ này. Họ chỉ để cầu thủ 23 tuổi ra đi nếu như nhận được mức giá hợp lý. Mới đây, huấn luyện viên trưởng Luciano Spalletti cho biết, nếu như một câu lạc bộ đến và cung cấp cho bạn 100 triệu euro, tôi nghĩ là rất khó để không xem xét lời đề nghị này. Tuy nhiên là rất khó để Man đỏ có thể tiếp tục chi ra 100 triệu euro nhằm chiêu mộ tân binh. Nếu như hoàn tất thương vụ Anthony, tổng cộng Quỷ đỏ sẽ phải bỏ ra hơn 200 triệu euro mua sắm tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Erik Ten Hag bất đồng với ông chủ Man United về ngôi sao Ronaldo. Đồng chủ tịch Manchester United Jorg Glazer và huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag có quan điểm trái ngược nhau về tương lai của Ronaldo vào mùa hè này. Theo SE.com, Ten Hag sẵn sàng để cầu thủ người Bồ Đào Nha rời khỏi đội bóng, trong khi Glazer thì muốn giữ chân Ronaldo ở mùa giải năm nay. Ronaldo vẫn được cho là sẽ rời Old Trafford khi mà thị trường chuyển nhượng sắp kết thúc. Tiền đạo này rất muốn cạnh tranh chức vô địch UEFA Champions League, điều mà anh ấy không thể làm được tại Manchester United vào mùa giải năm nay. Theo Manchester Evening News, đội bóng của Serie A là Napoli đang muốn ký hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Họ là một trong những đội bóng lớn nhất tại Ý và cũng có mặt tại Champions League. Tuy nhiên thì có nhiều ý kiến khác nhau tại Manchester về thương vụ của Ronaldo. Rõ ràng là đội bóng của nhà cầm quân Ten Hag vẫn ổn nếu như người chiến thắng quả bóng vàng 5 lần rời khỏi sân Old Trafford. Chiến lược gia người Hà Lan đã tung Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị ở 3 trên 4 trận đấu mùa này. Có thể giả định rằng tiền đạo 37 tuổi đã tụt lại phía sau Anthony Martial theo thứ tự được ra sân. Tuy nhiên thì Glazer muốn có Ronaldo ở đội bóng trong mùa giải 2022-2023. Ông nhìn nhận cựu tiền đạo của Real Madrid và Juventus là một tài sản quý giá đối với Manchester United do tính thị trường của Anh và các vấn đề thương mại khác.
Điều đáng nói ở đây là Man United đang muốn chốt bản hợp đồng với tiền đạo người Brazil là Antony đến từ Ajax. Điều này sẽ khiến cho Ronaldo càng bị ngồi dài trên băng ghế dự bị. Ronaldo cần thời gian thi đấu thường xuyên trong mùa giải năm nay để chuẩn bị cho FIFA World Cup sắp tới tại Qatar vào cuối năm. Do đó mà việc rời khỏi sân Old Trafford là cách tốt nhất cho Ronaldo. Tiền đạo 5 lần giành quả bóng vàng đã ký hợp đồng 2 năm với Manchester United vào mùa hè năm ngoái với tùy chọn, gia hạn thêm 1 năm khi mà anh quay lại MU từ Juventus vào hồi năm ngoái. Và với tình hình hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn khi mà anh đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Quỷ Đỏ. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chứng kiến sự thay đổi huấn luyện viên 2 lần chỉ trong vòng 1 năm tại Manchester United sau hai kết thúc đáng thất vọng của câu lạc bộ ở mùa giải trước. Điều đáng nói ở đây là Cristiano là cây sân bàn hàng đầu của Man United ở mùa giải trước. Anh đã ghi được 24 bàn thắng sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên thì biểu tượng người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể mở tài khoản bàn thắng của mình trong mùa giải năm nay. Quỷ Đỏ đang đứng thứ 8 tại Premier League nhờ chuỗi trận thắng 2 trận của họ. Trận đấu tiếp theo của Man United là gặp Leicester City vào rạng sáng ngày 2 tháng 9 tại sân vận động King Power. Quỷ Đỏ sẽ được quay trở về sân nhà để tiếp đón Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta đang có phong độ cực kỳ bay cao 3 ngày sau đó. Đây là dự đoán là một màn so tài đáng hấp dẫn giữa hai đội bóng đã hoạt động cực kỳ sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng ở mùa hè năm nay, thế nhưng hiệu quả thì lại khác nhau. Manchester United chốt xong giá tiền đạo Osimhen thay thế Ronaldo. Người đỏ thành Manchester muốn đưa về một tiền đạo cắm trong bối cảnh mà tương lai của Cristiano Ronaldo chưa rõ ràng. Tương lai của tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành đề tài bàn tán khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Do là không thể cùng với Man đỏ cán đích trong top 4, Ronaldo được cho là muốn rời Old Trafford thêm một lần nữa, đồng thời tìm kiếm câu lạc bộ mới có suất dự Champions League. Nhiệm vụ chiêu mộ thêm một chân sút vì vậy đang trở nên vô cùng cấp thiết đối với Quỷ Đỏ Manchester. Họ đã chia tay Edison Cavani, Mason Greenwood khi vướng vào vòng lao lý. Nếu như CR7 ra đi, huấn luyện viên Ten Hag chỉ còn Marcus Rashford và Anthony Martial cho vị trí tiền đạo cắm. Victor Osimhen là mục tiêu mà Man đỏ theo đuổi bấy lâu nay. Ngôi sao người Nigeria sở hữu nền tảng thể lực tốt và tốc độ đáng nể, hứa hẹn sẽ phù hợp với môi trường của Premier League. Tuy nhiên Napoli cũng rất cương quyết trong thương vụ này, họ chỉ để cầu thủ 23 tuổi ra đi nếu như nhận được mức giá hợp lý. Mới đây huấn luyện viên trưởng Luciano Spalletti cho biết, nếu như một câu lạc bộ đến và cung cấp cho bạn 100 triệu euro, tôi nghĩ là rất khó để không xem xét lời đề nghị này. Tuy nhiên là rất khó để Man đỏ có thể tiếp tục chi ra 100 triệu euro nhằm chiêu mộ tân binh. Nếu như hoàn tất thương vụ Antony, tổng cộng Quỷ Đỏ sẽ phải bỏ ra hơn 200 triệu euro mua sắm tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.